lên full bộ dòng dĩa sen vàng DD cho mô tô Honda tại tiệm sửa xe khách Honda Master 125. Anh em nào chạy mô tô muốn lên dòng dĩa sen vàng cứ qua tiệm sửa xe Khánh ha. Khánh có bán lắp cho anh em luôn. Đây, lắp xong xuôi nha anh em. Bao đẹp cho anh em ha. Bản sen lớn 10 ly nha anh em. Bản sen lớn 10 ly ha. Chạy bao bền cho anh em. Bao bền gấp 3 lần sen thường nha anh em. Anh em tới ngay ngã tư thành Thái 3 tháng 2 kế bên hông có siêu thị Sài Gòn Sa Cha Mát ha. Còn nếu mà ở xa thì một là gửi xe, hai là mua thùng thì Khánh gửi cho anh em. Liên hệ số điện thoại 0389910535 nha anh em.